Hello chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn của thập phạm.com Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cũng như là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái plugin tên là VDB Booster Cái plugin VDB Booster này nó sẽ có chức năng kết nối cái website của mình với cái kho chứa Zik trên Zik Hub hoặc là Bitbucket hoặc là Zik Lab. Và nếu mà bạn đã làm việc với lập trình nhiều rồi thì mình nghĩ là bạn cũng đã làm quen qua với cái công nghệ sử dụng Zik để mà mình quản lý phiên bản nhưng mà nếu mà bạn là người chưa biết gì về Zik hay là bạn chỉ biết sơ sơ qua thôi và chưa hiểu lắm thì các bạn có thể là tìm hiểu về cái công nghệ Zik thông qua cái series học sử dụng Zik cơ bản ở trên tập phần com Còn trong bài này thì mình sẽ không nói sâu về Zik nữa mà mình chỉ tập trung mình giới thiệu về plugin cũng như là cái vai trò của nó. Vậy thì cái plugin Video này nó sẽ có chức năng như thế nào? Nó sẽ có một cái chức năng chính đó là nó sẽ kết nối cái website của mình Thông qua những cái kho chứa thêm hay là kho chứa plugin trên GitHub hay là Bitbucket Và nó sẽ tự động cập nhật cái đoạn code của mình Khi mà người dùng họ tiến hành, họ push lên Tức là họ à, tiến hành, họ xác nhận một cái sự đổi gì đó trên cái kho chứa thì cái những cái code ở trên website của mình nó cũng sẽ được đổi theo. Do đó thì nó sẽ giúp các bạn à, tiết kiệm được một cái bước đó là mình sẽ không cần upload thủ công những cái code mà mình đã viết ở dưới cái máy tính của mình chỉ lên cái host mình. Vào dưới máy tính á mình chỉ cần mình commit rồi mình bút lên thôi. Và sau đó ở cái website của mình nó cũng sẽ tự động nó cập nhật à, những cái sự đổi của mình luôn. Và dĩ nhiên nếu mà bạn sử dụng cho nhiều website cùng một cái kho chứa thì nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn cùng lúc cập nhật hết tất cả những website đó nó có một cái điểm lợi là như vậy vậy thì chính xác nó là như thế nào nếu mà bạn chưa hiểu thì các bạn cứ theo dõi video ha và trong video thì mình sẽ uh, giải thích kỹ hơn chứ bây giờ mình nói ra thì nó hơi rườm rà và trong video này uh, mình sẽ làm dựa trên một cái local host và một cái website trên host tại vì sở dĩ mà mình cần một website trên host đó là tại vì uh, sau này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta uh, kết nối cái biết bucket của mình hay là kết nối cái kho chứa của mình vào website của mình thành ra cái website của mình nó, nó phải nằm trên hot nó mới gửi cái tín hiệu được còn nếu mà không nằm trên hot thì nó không có gửi tín hiệu được thành ra nó nó sẽ không hoạt động được ha như vậy là cái plugin này nó chỉ hoạt động tốt khi mà chúng ta tiến hành chúng ta làm việc với một website ở local hot và một website ở trên hot và bây giờ trong trường hợp này thì mình sẽ làm cái việc đó là mình sẽ cập nhật những cái sửa đổi trong cái theme mà mình đang sử dụng tức là cái theme trên Mac này lên cái website của mình trên hot mà mình không cần sử dụng đến những cái phương thức nào khác mà mình sẽ sử dụng riêng thôi và dĩ nhiên trong video này thì mình cũng sẽ làm việc với cái một cái phần mềm quản lý phiên bản tên là Sochi nếu mà bạn chưa có phần mềm này thì bạn cài vào hai nó hoàn toàn miễn phí và trong bài thực hành này mình cũng cần các bạn có một cái tài khoản Bitbucket miễn phí các bạn có thể là vào cái trang Bitbucket .org để mình tiến hành mình tạo tài khoản ha ở đây thì mình đã có tài khoản rồi và mình chưa có kho chứa nào rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm việc nè trước tiên mình sẽ tạo một cái kho chứa rộng ở trên cái Facebook kết trước mình vào phần này để mình tạo kho chứa rỗng và trong này thì mình sẽ đặt tên kho chứa là à, ví dụ như là VTB Pusher đi và cái này mình để chống được và trong phần Access Level này á các bạn phải không chọn nó tại vì ở đây là mình sẽ không sử dụng cái loại kho chứa riêng tư. Tại vì cái lúc cái Video này, cái phiên bản miễn phí nó không hỗ trợ kho chứa riêng tư. Thành ra là mình phải đặt cái kho chứa này với dạng public cho nên là nó mới hoạt động được. Ở đây mình không chọn cái này. Rồi ở cái phần những phần khác thì các bạn có thể để nguyên ha. Và mình ấn lúc này để mà mình tạo kho chứa. Rồi thì bây giờ mình thấy là mình đã có một cái kho chứa với đường dẫn là như thế này và nó chưa có gì cả. Và bây giờ để mà mình đưa cái mã nguồn của mình lên cái kho chứa này tức là ở đây mình chỉ cần đưa cái thêm thôi Thì mình ở dưới máy tính của mình á, mình sẽ tạo một kho chứa Bây giờ mình mở phần mềm sổ chia lên Và mình ấn nút clone new này để mà mình tạo kho chứa mới ở trên máy tính của mình Mình ấn tạo và ở đây mình sẽ chọn cái này Ở phần này thì mình chọn exit Và destination pack tức là mình chọn cái thư mục cần làm kho chứa Ở đây thì mình sẽ chọn cái thư mục của cái thêm mát này Bây giờ mình đây mình chọn thư mục à thêm rồi, Mac A, Mac đây Và mình chọn thêm một này. Và ở đây thì mình để nguyên, mình không sửa đổi gì cả, mình ấn create. Và sau khi mà mình tạo kho chứa xong ở đây mình đã có một cái kho chứa tên là Mac rồi. Và trước khi mà làm việc á, chúng ta sẽ tiến hành kết nối với cái kho chứa này lên cái kho chứa Beep pocket Bây giờ mình sẽ vào phần này và mình chọn add remote để mà mình kết nối với cái kho chứa này. Và trong phần remote này, chúng ta ấn add và mình sẽ copy cái đường dẫn này. Bỏ vào cái phần URL này. Còn cái tên Remote này, nếu mà các bạn không rành thì mình ấn vào nút này để mà mình sử dụng cái tên mặc định là Origin. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng tên khác thì các bạn bỏ chọn và mình đặt tên ha, ở đây mình chọn là Origin. Và cái username này thì mình sẽ nhập cái username của mình ở Bitbucket và nên nhớ là bạn phải chọn host style cho nó phù hợp ha. Và mình ấn OK và sau đó thì mình sẽ chuyển qua tab advanced thì... và mình sẽ nhập tên của mình vô đây để mà mình tiến hành mình commit ghi là thập phạm và địa chỉ email là con tắc cà của con rồi và mình ấn ok rồi thì bây giờ mình đã có một cái kho chứa ở trên máy tính đó là kết nối với cái đường dẫn remote ở trên cái bibuket rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình commit lần đầu tiên tại vì Bây giờ là cái kho chứa của mình trên bút kết nó chưa có gì cả Mà mình sẽ tiến hành mình đưa tất cả những cái tập tin ở trong cái theme này vào Mà trước khi đưa vào thì mình sẽ tiến hành mình commit nó Mình chọn ở lúc này để mà mình chọn tất cả những tập tin chưa được theo dõi Mình chọn nó Và sau đó mình ấn commit là lần đầu tiên thì mình sẽ chọn cái tin nhắn commit đây là INFT commit và trong lúc này mình sẽ có clip vào lúc này để mà mình tiến hành mình boot nó lên cái kho chữa trên Bipocket à, Sau khi mà mình tiến hành mình commit luôn Thì mình nhớ chọn lúc này để mà nó đưa lên ha Và mình ấn commit thể mình xem cái log ở đây Rồi thì mình thấy là nó đã tiến hành nó bút lên cái uh, uh, cái 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 kho chủ này rồi ừ. à, và nó bút lên với cái nhà, nhánh là master ha và bây giờ mình ấn close và mình vào cái phần uh, bin nè này mình vào phần chuột mình thấy là mình đã có những cái tập tin trên cái theme của mình rồi đúng không đã có rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt cái theme này và cái website wesubu này thông qua cái plugin VDB booster thì <laughs> các bạn nếu mà các bạn chưa cài vào thì các bạn vào cái trang vpbooster.com và phần rising và các bạn chọn là loại miễn phí các bạn download plugin về sau đó thì các bạn cài vào như một plugin bình thường ha bây giờ mình đã cài vào rồi thì mình vào phần vpbooster mình vào phần này trước ở phần này thì mình chuyển qua tab pivot để là mình thiết lập cái tài khoản của mình đây là mình đã có tài khoản rồi nếu mà bạn chưa có thì bạn nhập vào ha và sau khi thiết lập xong mình vào phần install Theme này, mình tiến hành mình cài một cái Theme thông qua các kho chứa Bitbucket tức là cái này. bây giờ ở cái phần tên kho chứa mình sẽ nhập tên với cái định dạng là tên user ở kho chứa và cái tên kho chứa. Ở đây là mình đã có tên user là phạm 92 và cái tên kho chứa là vpbuser thì mình copy cái dòng này luôn cho nó nhanh. À, mình sẽ copy đúng định dạng đó ha. đây, à, tức là tên user mình đây và đây là tên kho chứa còn cái nhánh thì nếu mà các bạn sử dụng nhánh khác thì nhập tên nhánh vô Còn mặc định thì nó sẽ sử dụng cái nhánh tên là master Và những phần này nếu mà các bạn không muốn chọn thì các bạn để nguyên ha Và cái phần uh, loại uh, khó chứa thì mình chọn là bucket Và cái phần này thì mình chọn cái nút là push to deploy Tại vì nếu mà các bạn muốn nó tự động cập nhật Mỗi khi mà mình push ra kho chứa thì mình sẽ chọn cái chức năng này ha và mình ấn install thêm Bây giờ mình vào file parent. Mình thấy là mình đã vừa cài xong cái theme mask ở trên cái local host của mình rồi thông qua cái kho chứa. Mình kích hoạt nó nó lên luôn. Mình ra mình xem cái website. Và nó trắng thôi kệ đi. Và bây giờ mình thấy là mình đã có một cái theme telemetry rồi. Bây giờ mình sẽ thử làm việc một cái việc đơn giản đó là mình sẽ tiến hành mình đổi theme gọi như đổi cái tên theme ở trên cái localhost sau đó chúng ta bút lên. Rồi mình xem là nó có đổi ở trên hot hay không ha Bây giờ mình mở lại thư mục thêm Mình mở thư mục thêm Mac này Mình mở file style.cds Mình đổi thành là Mac Thập phải đúng không Để chúng ta xem là trên hot nó có đổi hay không à, Mình lưu lại và mình quên một bước là nếu mà các bạn muốn sử dụng chức năng Booster Deploy á Thì các bạn phải vào phần video Booster và mình chọn là thêm thì mình thấy là trong cái thang của mình trong cái thang kho chứa của mình đó, nó có một cái phần tên là push to Death Law url tức là cái đường dẫn để mà cái thằng bí nó gửi cái tín hiệu về cho nên là bây giờ để mà sử dụng chức năng đó chúng ta phải copy cái đường dẫn này và mình vào phần kho chứa của mình mình chọn setting mình chọn uh, iteration và mình chọn là webhook ở cái phần webhook này mình ấn mình thêm một cái webhook mới và phần title này thì mình sẽ nhập một cái title để mà mình dễ nhận biết bây giờ mình đặt là thật phạm đi còn ở url thì mình bắt cái đường dẫn này vào đó và mình chọn ở đây là mình chọn là bút kho chứa ha và mình ấn save rồi thì sau khi mà thêm cái webhook xong thì bây giờ mỗi lần mà chúng ta bút lên á chúng ta bút lên thì cái website của mình nó cũng sẽ cập nhật theo Bây giờ ở đây là mình đã mình tiến hành mình thay đổi cái tên thêm thành mac com Trong khi đó ở đây nó chỉ hiển thị là uh, mát thôi. Bây giờ mình thử bút lên xem sao coi nó có đổi tên hay không ha. Bây giờ mình tiến hành mình chọn cái file mình vừa mới thay đổi tức là file style css này. Và mình, mình tiến hành mình commit lên. Ở đây mình commit tên là sửa tên thêm đi. Và dĩ nhiên mình sẽ ở nút này để mình nó bút lên luôn. Mình commit. Bây giờ mình vào là kho chứa mình kiểm tra luôn Mình vật vần suột Mình thấy là cái file style css này nó vừa mới put lên với cái tên commit là sửa tên thêm, thêm Và sau khi mà boot xong đó Sau khi mà chúng ta boot xong ở cái thằng sổ chi này Bây giờ mình vào phải br này Thêm Thì mình sẽ thấy là cái thêm của mình đã tiến hành nó đổi tên rồi Nó đổi tên tự động, bây giờ mình thử lại lần nữa ha Mình mở file style css lên mình thay chữ mask này Thành là thử nghiệm VB Pusher và tiến hành không biết lên Tên Again Rồi, push lên Rồi, mình vào lại kiểm tra nữa Từ, đợi xíu đây thì mình thấy là nó đã tiến hành nó tự động cập nhật rồi và dĩ nhiên tất cả những tập tin ở trong cái kho chứa của mình tất cả luôn khi mà thay đổi và khi mà chúng ta put lên thì nó cũng sẽ thay đổi theo ở trong cái thêm của mình luôn và cái tính năng này mình sử dụng rất là nhiều trong cái việc mà mình tiến hành mình làm việc cho khách hay là mình làm việc với nhóm tại vì những bạn nào chưa làm việc với Zik thì các bạn có thể là chưa hình dung ra đâu nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng Zik đi các bạn chưa biết thì các bạn nên tìm tìm hiểu qua rồi, và các bạn sau đó các bạn sẽ biết rằng là nó sẽ giúp ích các bạn như thế nào trong cái việc mà quản lý code của mình hay là mình quản lý cái dự án của mình tốt hơn. Và những gì mà mình trình bày trong cái video này đó là những cái chức năng rất là hay ở trong cái plugin video Và mình hy vọng rằng là với plugin này các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong cái việc mà deploy cái sản phẩm của mình trên hot ha Rồi Và nếu mà các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ tự do comment hỏi ha thì mình sẽ trả lời thêm Hẹn gặp lại các bạn ở các video khác